Xin chào các bạn. Chúc cho các bạn có một ngày cuối tuần thật bình an, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu của mình. Chủ đề tuần này của Hà đó chính là giúp cho hai người giải quyết được cái vấn đề của họ, hay đơn giản là hiểu ra vấn đề của họ mà thôi. Thì Hà sẽ chọn chính bản thân mình và một người thân yêu nữa, đó là mẹ mình. Như các bạn đã biết, ngày hôm qua và ngày hôm nay tuy rất gần nhau, thế nhưng nó là hai ngày hoàn toàn khác nhau và mọi sự diễn ra cũng sẽ rất khác nhau. Có thể nói rằng mỗi một chặng đường, mỗi một giai đoạn chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề khác nhau và không ngừng nghỉ trong cái công cuộc mà đi tìm, trên cái hành trình mà tìm về cái giá trị cốt lõi, giá trị đích thực với cái con người của mình, hay chính là lật những trang sách cuộc đời của mình để thấu cảm hơn, hiểu hơn về mình, thì Hà lại cảm thấy băn khoăn và cảm thấy nghi ngờ về cái con đường, về cái hướng mà mình đang đi. Không phải bất kỳ chúng ta đã có một cái kế hoạch, có một con đường đi là chúng ta cứ như thế để mà đi được. Đôi khi chúng ta còn phải nhìn lại, quanh co, để chúng ta nhìn xem hành trình mà chúng ta đang đi liệu nó đang phù hợp không? Chúng ta cần sửa ở đâu đó không? Và Hà nhận ra rằng hình như đâu đó cái sự bình an của mình nó không được có chạm tới một cái tầng sâu nhất mà mình có thể đạt được. Bởi vậy, thế cho nên rằng mình vẫn luôn đặt cho mình câu hỏi: vậy cái điều gì, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Và rồi mình cũng phải ngồi để làm việc cũng như nói chuyện với chính mình, xem là chuyện gì đang diễn ra ở trong mình để mình được hiểu hơn. Và như thế, cái keyword đầu tiên mà Hà được nhận lên đó chính là việc Hà đang băn khoăn và day dứt xem cái giá trị cốt lõi và đích thực mình đang đi theo, cái hệ niềm tin đấy mình có còn đủ hay không. Phải nói rằng rất nhiều lúc bị lung lay và mình cứ nghi ngờ về bản thân mình, không hiểu rằng những việc mà mình đang làm nó có thực sự có kết quả không. Bởi vì ngoài cái việc cơm áo gạo tiền, bởi vì ngoài cái cuộc sống của gia đình, ra con cái, thì mình cũng còn có những ước mơ và những sự nghiệp. Vậy thì những cái ước mơ đó nó đang đi về đâu và nó đang đủ vận hành như thế nào, hay chính xác là mình có còn đủ cái niềm tin kiên định đi tới con đường mà mình đã lựa chọn đó hay không? Hà đã phải nói chuyện với mình, làm việc với mình, và có một điều rằng là cứ mỗi một câu hỏi được đặt ra thì sẽ có một câu trả lời ở ngay bên trong Hà. Và cứ như vậy, dần dần những câu hỏi được đưa ra, những câu trả lời được đáp lại, Hà cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Vì mình nghĩ rằng cái con đường mà mình đi, mình hoàn toàn có thể làm chủ được, hoàn toàn có thể giúp đỡ được chính mình. Chính vì vậy mà Hà sẽ không ngừng nghỉ trong cái việc mà tự nói chuyện với chính mình, hay nhận diện ra, đối diện được với mình nhiều hơn. Rồi lựa chọn một cái phương pháp tập thể dục, đó chính là mình có thể đi bộ một mình vào sáng sớm. Sau đó thì mình sẽ tận hưởng cái cảm giác, cái không khí tuyệt vời của thiên nhiên mang lại. Ngoài ra thì một phần không thể thiếu được đó chính là đọc những cái cuốn sách hay. Bởi vì nếu như chúng ta không ngừng học tập và trau dồi ấy, thì điều này chứng tỏ rằng chúng ta còn có cơ hội để thay đổi. Dường như vấn đề của mỗi một người nó sẽ khác nhau, thế nhưng mà nếu như chúng ta thấu hiểu mình rồi, và có những lúc thấu hiểu mình rồi, lựa chọn của mình rồi đấy, thế nhưng cái hệ giá trị của mình, cái hệ niềm tin của mình nó cứ bị mâu thuẫn, nó cứ bị mông lung. Chính vì vậy mà đôi khi chúng ta vẫn phải kiểm tra, và chúng ta sẽ phải nói chuyện lại, đàm phán và làm việc lại với chính mình. Người thứ hai đó chính là người mẹ của mình. Thực ra mẹ là một người mà vô cùng có nhiều cái tổn thương trong quá khứ, cũng như rất hy sinh cho con cái. Có lẽ người mẹ nào cũng vậy. Và để có thể tiếp cận được với những cái nỗi đau đó thì Hà phải chủ động. Phải chủ động để đề cập tới những vấn đề. Bởi vì mẹ vẫn luôn né tránh, mà càng né tránh thì lại càng, về những năm tháng của tuổi già thì sẽ càng cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng, càng cảm thấy mình một nạn nhân trong cuộc đời này, không cảm thấy rằng mình được hạnh phúc, hay là mình sống và tồn tại để làm cái gì cả. Đó, thế nên rằng Hà dành khá là nhiều cái thời gian định kỳ và có một cái sự sắp đặt các cái cuộc nói chuyện để sâu chuỗi. Tuần này Hà sẽ nói về hạnh phúc tự thân này, thì tuần sau Hà sẽ đưa ra những cái câu chuyện
rồi dần 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 gợi mở để mẹ làm sao mẹ có thể tự bộc bạch và nhận diện được, à hóa ra mẹ cũng là một người mẹ tuyệt vời vô cùng, mẹ là chỗ dựa cho các con và mẹ là một cái động lực rất là lớn để cho các con, hay một tấm gương vô cùng là tuyệt vời đẹp. Và như thế thì mẹ qua 5 tháng không phải dễ mà có được cái điều này đâu. Không, lúc ban đầu mẹ cũng cáu nhiều lắm chứ, mẹ cũng giận dữ, mẹ cũng thấy mình làm những cái chuyện tào lao không không phù hợp mà cảm thấy nó rất là khó chịu á. Nhưng mà mình cứ kiên định đi, mình cứ kiên định và mình sẽ làm, lắng nghe nhiều hơn, quan tâm và yêu thương này. Thế rồi dần dần mẹ sẽ có cái cảm giác rằng à, mẹ đang được yêu thương nhiều hơn của các con cái, nên rằng mẹ nhận ra cái giá trị dần dần, cái vẻ đẹp nó được hiển lộ ra. Mẹ cảm thấy thực sự ra rằng là với các con cái thì mẹ đã yên tâm hơn một phần, và chính như vậy sẽ giúp cho mẹ cởi bỏ được cái dây xiềng xích rằng mẹ sẽ phải lo và bảo bọc các con đến hết cái cuộc đời này. Nó lúc nào mẹ cũng có một cái tâm trạng như vậy nên rất là buồn bã. Thực ra cái việc coaching nó chính là cái việc mà mình giúp cho người khác, giúp cho cái người mà đang gặp vấn đề đó, người ta được thấu hiểu về rõ ràng hơn về vấn đề của người ta gặp. Như các bạn đã biết, mọi giải pháp đều nằm ở trong bạn. Bạn chẳng thể nào chạy ra ngoài để lấy cái giải pháp cho những người khác cả, đúng không? Vậy thì hãy tĩnh lặng để rồi mình chiêm nghiệm lại hành trình sống của mình, và bạn sẽ giúp cho chính mình cũng như giúp cho rất nhiều người khác đến được với hạnh phúc, đến được với những cái tình yêu thương thực sự. Và lúc này thì sự bình an nó luôn hiện hữu trong bạn. Cảm ơn bạn và xin hẹn gặp bạn trong những buổi học tiếp theo nhé.